Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019, mùa vọng. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy Chúa phán bảo cùng vua Asa rằng: Hãy xin Thiên Chúa, Chúa người một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua Asa thưa: Tôi sẽ không xin vì tôi không dám thử Chúa. Và Isaiah nói: Vậy nghe đây, hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mang nó. Chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển kè, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Ai kha trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài. Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng ba phù hoa. Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là đấng cứu độ ban ân thường. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cốp. Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Alleluia, Alleluia. Lạy chìa khóa David, Ngài mở cửa thiên quốc. Xin Hãy đến cứu thoát người bị xiềng xích đang ngồi trong bóng tối tăm khỏi cảnh ngục tù. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà, đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo David, tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó sẽ đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng và sinh ra sẽ là đấng thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị họ bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: Vui lên hỡi đấng đầy ân phúc, Chúa ở cùng người. Đức Maria được thiên sứ gọi là đầy ân phúc. Đầy ân phúc không phải do công của mẹ, nhưng vì được Thiên Chúa ở cùng và người ban cho mẹ ân sủng đặc biệt. Mọi phúc lành chúng ta có được là do hồng ân của Thiên Chúa. Không phải chúng ta có công trạng gì để Thiên Chúa phải trả theo lẽ công bằng. Công việc tốt lành chúng ta làm chỉ mang ý nghĩa
đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, ân cứu độ của chúng ta hoàn toàn nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Cầu nguyện, lạy Mẹ Maria, Mẹ đã ở khiêm nhường nhỏ bé, hoàn toàn tin vào tình yêu của Thiên Chúa nên Mẹ đã được Thiên Chúa đối thương. Chính nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa làm Mẹ trở nên cao trọng. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa giống như Mẹ, để chúng con đáng được Thiên Chúa đối thương. Amen. Trích trong Tin Mừng và Suy Niệm Hàng Ngày. Không nhà, không cửa. Hiện nay trên thế giới có khoảng 100 triệu người không có nhà để ở. Riêng tại châu Mỹ Latin có khoảng 20 triệu trẻ em đang ngủ đầu đường xó chợ. Nhìn chung, có 1 tỷ người trên thế giới không có được một nơi ở tươm tất. Trên đây là kết quả của một cuộc điều tra dựa trên những con số do các hội đồng giám mục và các giáo hội công giáo địa phương cung cấp. Cuộc điều tra này do Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh thực hiện và ấn hành, thành lập một tập tài liệu vào dịp cuối năm quốc tế Những Người Không Nhà Không Cửa do Liên Hiệp Quốc khởi xướng năm 1988 vừa qua. Theo tập tài liệu này thì vấn đề nhà ở chắc chắn là một trong những vấn đề trầm trọng nhất của thế giới ngày nay. Tài liệu cho thấy những kẻ không nhà là những người nghèo nhất trong số những người nghèo, và tố cáo những người chủ nhà chỉ vì tính toán thủ lợi mà thà bỏ trống những căn nhà hơn là hạ giá để nâng đỡ những kẻ không nhà. Chúa Giêsu đã chào đời như một con người không nhà không cửa. Ngài đến là để cho con người được sống và sống một cách sung mãn. Tiếng kêu khóc chào đời của Ngài giữa khung cảnh cùng cực của hang lừa mắng cỏ là tiếng kêu than của hàng triệu triệu trẻ em đang bị tước đoạt quyền sống, đang bị từ chối những điều kiện cơ bản nhất để được sống như con người. Mắng cỏ mà chúng ta đang chuẩn bị ở nhà thờ hay trong gia đình phải là một nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện và tiếng van xin của không biết bao nhiêu người không nhà không cửa xung quanh chúng ta. Hơn ai hết, người Việt Nam chúng ta đang nhìn thấy tận mắt thế nào là cảnh lang thang đầu đường xó chợ. Chúng ta chuẩn bị một trú ngụ cho hài nhi Giêsu. Chúng ta có nghĩ đến những người cùng khổ xung quanh chúng ta không? Chúng ta có biết rằng khi chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ của người anh em chúng ta là chúng ta chính thức khước từ Chúa Giêsu không? Chúng ta có biết rằng ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu cũng là ngày Giáng sinh của những con người cùng khổ nhất không? Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ không bao giờ đến trong món cỏ hào nhoáng của chúng ta nếu chúng ta xua đuổi những người khốn khổ xung quanh chúng ta. Bài trích sách lẽ sống.